Chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thịnh. Em tên là Trần Hoài Trung, hôm nay em 29 tuổi, quê ở Tây Ninh, sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là kỹ sư ạ. Em tên là Nguyễn Kim Mũi, thì hiện em là nhân viên kinh doanh về trang thiết bị y tế quân đội, quê ở Tây Ninh giống như ông xã, hiện tại cũng làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi A Mũi với Trung là quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em là bạn học chung cấp 2, cấp 3. Bạn này bá học cấp 3 do bả dễ thương thiệt, nhưng mà bả nhoi lắm, cà rỡn lắm, y như con trai. Bẵng đi một thời gian sau á, năm 2011 á, thì tụi em có đi ăn chung cái đám cưới của người bạn, xin thế không biết gặp lại. Dạ, chắc là do là đi ăn đám cưới đông người á, rồi bắt đầu nhẹ nhàng, dạ đúng rồi, kiềm chế là tự nhiên ấn tượng. Rồi sau này đi Sài Gòn á, học, hai đứa còn đi học á, thì nó mới chia sẻ nhau nhiều hơn. Thế còn Mũi thì sao? Dạ, cái ấn tượng đầu tiên của em là cậu thả. Vì em hồi xưa là em cho thuê truyện tranh, thì anh là anh thuê thì ta nói trả một cái hay là quyển sách, ta nói nó te tua luôn chị ạ. À, nó gấp lại rồi gặp mưa rồi nó phùng cái gáy lên, trời ơi em chửi quá trời chửi luôn. Thì em chửi riết mà em nhớ cái mặt luôn chị. Dạ bà dữ lắm. Vậy là anh xào lắm. Bao lâu thì các bạn mới nảy sinh tình cảm? Cuối 2011, gần 2012 là 14 tháng 2 năm 2012 á. Thì trong cái chuyến đi chơi đó em mới thuê một cái chiếc xe đạp dịch đó nha. Em lên đạp dịch cái bắt đầu em mới tỏ tình. Mình đạp ra tới cái chỗ tối nha, mình mới dám nắm tay. Mũi, làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là dạ. Rồi có lén lén hung được nhẹ cái trán cái. Rồi mới cho lên bờ lại. Đạp dạ, lôi bắn hổng ra tới cái chỗ tối, không hung được miếng. Hung trán được chứ. Nói nghe nè, hung nhẹ là hung sao? Dạ thì hung lại nè, chứ hung lại, chứ hung lại. Nó cứ hung nhẹ trán vậy thôi đó. Dạ. Đó em. Rồi em rồi chừng nào mới hung nặng? Đó, định nổi. Dạ, bữa đó là em đi làm thêm, em làm tại nhà bạn này. Cái đầu mình cũng mệt thiệt, mình nằm xuống mình nghỉ. Chỉ là chỉ nằm kế, nhưng mà em nằm đầu này, bà nằm đầu kia. Trời ơi, nằm vậy rồi sao nghỉ được. Thì mình cứ nghĩ là ổng mệt, ổng nghỉ thì mình cũng mệt, mình cũng nằm nghỉ thôi. Lúc đó em làm gì em mệt ta, em ở nhà mà. Em cũng phụ anh chứ bộ. Thì ông này tự nhiên mở mắt ra thấy ổng nhìn mình. Tự nhiên hai cái mặt sát vậy nè, tự nhiên có cái hơi người là mình mở mắt ra mình thấy. Bắt đầu là vậy đó anh, vậy đó. Là chuyện gì tới nó tới luôn. Dạ, là hung nặng. Hung nặng cả. Hung nặng là thôi. Hung nặng dạ. Thôi chứ còn không có gì nữa. Dạ, dạ. Mà nó vụng về lắm. Lúc đó là tại vì em cũng nụ hôn đầu tiên của hai đứa luôn. Hung nó kỳ lắm. Để vô một cái bọc cái là xong thả ra. Ổng run lắm. Dạ, lúc đó là hai đứa rung. Rồi sau đó một cái chuyến đi chơi xa của hai đứa bằng xe máy nữa là nó mới nhiều chuyện nó xảy ra. Giận hờn bắt đầu nó lòi ra những cái tính. Rồi cái đầu mình mới biết được cái cách để giải quyết cái... Em thì nói chung là em bị có lông nhiều á chị, nên em rất là mặc cảm với vấn đề đó. Rồi thì trước khi mà em quen ai là em cứ nghĩ tới vấn đề đó không? Nói trời, có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượn cái nó ấy không? Bắt đầu quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi. Nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Xong cái đầu ngày 5 tháng Giêng đúng không? 2012. Thì bắt đầu là hai đứa bắt đầu viết cái cam kết là em mới ghi là chung ở gần Mũi là không có được bức lông của Mũi nè. Không có được tọt lép Mũi nè. Rồi... nói chung là đại khái cũng vài cái nữa, xong rồi đầu ghi ra hai bản, em một bản, rồi ảnh cũng có những cái điều khoản tương tự luôn. Nói chung là khoảng 3-4 điều vậy thôi. Điều. Cái của em mới là kinh khủng, là bạn có cái tật thú vui là ở với thả bom. Ai? Cái thì lúc đầu thì em cũng hơi bất ngờ chí, nhưng mà tự nhiên thấy nó thú vị. nhưng mà cũng phải hạn chế chứ. Quá chị ai chịu mà nói. Lúc đầu em mới nói là ghi vô là không được thả bom trước mặt Trung. Ở đâu cũng được nhưng mà trước mặt Trung đừng có thả bom. Em nói. Em sau lưng không đó. Cái thứ hai nữa là khi mà ôm á, khi mà đi chở xe á, lúc mới quen á là bà không mắc cỡ, bà vịn vai mà. Em nói đi xe á, là phải vịn eo chứ không có vịn vai. Đó. Là 2-3 điều vậy đó, em cũng 2-3 điều đó, nhưng mà cái nặng nhất là cái chỗ thả bom đó. Tội ha. Dạ. Dần rồi là cái việc thả bom đó mới bắt đầu nó càng ngày càng khủng khiếp hơn. Nó
ngày nào mà mắm chắc thôi. Tần suất nó dày hơn hả? Nó dày hơn và nó bạn thả bơm xong bạn bụm vô tay bạn để vô mũi lên. Thôi à. Quá lầy. Ăn mũi lầy quá. À. Bơm này hả còn nặng hơn là bơm sinh học. Dạ. Sao mà cưới nhau còn khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ sao? Bây giờ thì bạn cái level mà thả bơm của bạn đã lên cực điểm rồi. Em cũng đang mong muốn để lên chương trình này mục đích là để cho bạn giảm lại giùm em để em nhờ nè. Nghĩa là hai vợ chồng đang giỡn với nhau á. Âu yếm bà rờ rẫm bà sờ sẫm mò mẫm. Mình đang phê vô cái thế á. Kéo đầu hai cái chân bà kẹp hai cái tay mình. Rồi hai cái tay bà vịn hai cái chân mình. Là cái gì nó ngay trước mặt mình là anh biết rồi đó. Em nói anh là em không đỡ được luôn. Đó là nhỏ. Em chỉ biết em nằm em cam chịu rồi đó chứ. Trời ơi, em nhỏ coi như lớn không nổi luôn. Em ơi. Đó là em không có cái mền hay cái gì để em chịu đựng được luôn. Nó cứ ngắt rồi. Anh biết cái cảm giác mà lúc đó mà nó đang phê phê mà nó đang lân lân á. Làm cái bụm. Mà làm cái bụm một cái nó bao nhiêu cảm xúc của em lắm nó tụ. Trong những cái điều mà em yêu đó chính là mùi mũi. À. Hai em là quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Chính thức là tỏ tình là 2012, cuối 2017 tụi em mới cưới. Vậy là cái đêm động phòng không có gì gọi là đi đêm tầng thú vị và đặc biệt không? Dạ đêm động phòng á anh, em kể đi. Cái nhà thì nói chung là nó cũng khổ cho tụi em, có nghĩa là một phòng kế bên là phòng của đứa em trai. Ngay cái đầu giường của em á thì là mẹ ngủ ngoài, mẹ không có ngủ phòng. Cái giường thì nó quay sát vô cái tường. Thì cái đêm đó là xong rồi thôi cũng gắng quất một cái. Mà ta nói hả, cái giường nó kêu kẹt. Không có làm được cái gì hết trơn anh ơi. Không có đi sâu, đi xa và đi tới nơi tới chốn được á. Vậy mà cái giường nó chổng vô cái tường nữa đúng không? Rồi mẹ ngủ ngay đó nữa, sợ mẹ ngủ không được. Cho nên là thôi. Coi như là giữa đường gãy gánh á. Mình thì mình không có xỉn. Mình đang chuẩn bị tâm lý rất là sẵn sàng cho cái đêm tân hôn. Còn cái chị này chỉ xỉn là mình cứ khiều miết hả? Mà khiều dữ lắm luôn á mới bắt đầu được. Mà bắt đầu thì cái giường của đầu nó dở chứng. Đó, nó cứ có cái két, khó chịu, dễ sợ. Rồi bữa đó bà có thả bom không? Dạ không, bữa đó thì được cái là họ không có thả bom. Trời, bữa đó thả bom nó chắc chết em luôn. Em nở, nể vợ em ở chỗ là cái là khi mà cưới rồi á, là mẹ là thả bom nha, nhưng mà mẹ, con thả bom. Là cái khiều mẹ em luôn á, là một cái bụm. Rồi chạy. Rồi chạy ngồi luôn. Mẹ chạy. Mẹ bỏ chạy luôn hả? Dạ không, em chạy. Trời ơi. Mẹ chồng chắc thương mẹ mũi lắm đúng không? Dạ mẹ em thì thương vợ em lắm. Như con gái trong nhà vậy đó. Dạ khoan, anh chị mới nghe có một phía à, sao không nghe em nói nè. Chồng em cũng có thua em. Nó thứ lúc em đó. Rồi nhân đây, mình nói luôn tật xấu đi. Rồi, dạch mặt luôn đi. Dạch mặt luôn. Đó. Nãy giờ kể có một mình em à. Ảnh muốn thả bơm em là ảnh thả bơm có câu chuyện. Ví dụ như là đang đi chơi với một nhóm và ảnh làm cái mặt rất là nghiêm trọng, quan tâm tới em tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi em chạy theo, chạy tí tấn tới bụm xong chạy đi, tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ảnh chạy đi rồi mất lắm. Nên là cuộc đời em không bao giờ bị ung thư. Không bao giờ bị ung thư với đột quỵ. Tại vì cái theo khoa học người ta nói là cái mùi thả bơm mà khi ai mà hửi nhiều là chống đột quỵ. Cho nên là đó là lý do tại sao mà công ty em là không bao giờ bị đột quỵ. Trời. Từ sếp cho tới là mấy bạn đồng nghiệp là đều bị em thả. Tôi nghĩ rằng là em nên viết sách đi. Viết sách. Đó, bạn này vẫn gọi là rất là tự tin chuyện đó. Tật xấu thì em chỉ thấy chỉ có hai cái thôi, là một rất là bề bộn và hai nữa là quên tắt đèn xi nhan. Còn ngoài ra thì chồng em là rất là tuyệt vời. Ngoài ra không có cái gì để khen em tuyệt vời, để em đừng có dạch cái tật xấu của cô ấy ra thôi. Thực ra là em chuẩn bị rồi chứ em biết tật xấu của vợ em á, một cái bị một cái là cái bệnh nghề nghiệp, cứ đi đâu cũng thấy vi trùng, đi đâu cũng thấy vi khuẩn. Sạch sẽ. Dạ sạch sẽ mà kiểu quá đáng anh. Đó vậy giờ mong muốn thay đổi gì, em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ em thì mong muốn vợ em cái là bớt cái bệnh nghề nghiệp lại xíu, thoáng thoáng ra ít thả bom. Hạn chế thả bom. Thả bom lại tí đó. Dạ. Có hai cái mong muốn đó. Giờ tới em mũi. Em thì mong muốn anh ấy là bớt thức khuya, bớt trôn vợ lại, nhớ tắt đèn xi nhan gọn gàng lại xíu.
tỷ lệ là 4-4-2 đó. Đến đây là cũng em cũng nghe tiếng anh Quốc Thuận cũng lâu rồi. Thế cho nên chứ? là em cũng muốn được anh Quốc Thuận chúc thiệt tiếng á. Dạ. Có khi nào mà em thành ông mụ luôn không trời. Dạ. Hôm nay thì các em đến chương trình Vợ Chồng Son, thấy không? Dạ. Chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng vui tươi hòa nhã như thế này. Dạ. Và năm 2019 sẽ có một thiên thần hoặc một cặp luôn xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng. Trời ơi. Dạ. Wow. Dạ, cảm ơn.